Team mê hải sản đừng bỏ qua clip này nha. Hai gia đình đi đi vựa hải sản nổi tiếng ở Sài Gòn. Và đương nhiên cũng muốn biết nó có cái gì mà đông tới vậy. Mọi người cùng đi khám phá nha. Đây là nhà hàng hải sản Giang Ghẹ, có nhiều chi nhánh mà bữa nay đi đi chi nhánh quận 6. Ở đây có những cái hồ hải sản tươi sống đủ thể loại luôn. Hải sản quen thuộc hay độc lạ gì cũng có mà không đắt nha, giá siêu hời nha. Đi khoái các loại lạ lạ như là cua king Việt Nam nè, hay là bọ biển, tôm hùm bông, ốc hương, tôm tít, rồi cua, rồi cá tầm. Chỉ quay xương xương thôi chứ còn nhiều loại hải sản khác lắm mà loại nào cũng muốn ăn hết giờ sao. Và đến Giang Ghẹ thì mọi người nên thử ghẹ xanh nha. Bao chắc thịt luôn đó. Quán có sẵn không gian siêu rộng rãi thoáng mát luôn. Lúc 7 giờ nhìn không khí đông đúc vui ghê. Có cả phòng VIP từ 10 đến 40 khách và karaoke miễn phí. Ta-da, và nay đã gọi bàn hải sản 6 món dành cho gia đình 6 người của Ni. Hải sản tươi sống thì mọi người nên hấp hoặc ăn lẩu là giữ được chất lượng tươi ngon nhất nha. Sau khi lựa và cân xong thì nhà hàng chế biến và lên món cũng khá nhanh. Nhân viên sẽ chăm sóc từ A đến Z luôn, chỉ việc thưởng thức thôi. Đây là con cua king Việt Nam nè, khác cua Alaska nha. Mà thịt cua cũng đầy đặn và rất là chắc luôn. Đơn giản chấm với muối tiêu xanh thôi mà ăn nhất nó. Ốc hương cò thì to khủng, ăn cả con cả đuôi béo béo. Bọ biển hấp nhìn hình thù thì sợ chứ ăn ngon nha, nhất là phần trứng luôn mà mấy cái ngoe cũng nhiều thịt. Tôm hùm bông phô mai chắc chắn là ngon nhất bữa này rồi, thịt dài sát vỏ luôn á, chắc và ngọt kết hợp với phô mai thơm thơm. Cuối cùng là triển cái lẩu cá tầm cho ấm bụng, lẩu chua cay luôn là hợp lý nhất. Nóng hổi húp xì xà xì sập, cá thì mọng và béo. Nói chung khi đi ăn Giang Ghẹ thì càng đi ăn đông càng thưởng thức được nhiều món. Giờ thì đã hiểu sao nổi tiếng và đông rồi đó nha. Nhà hàng vừa bán ăn tại chỗ vừa giao ship đến tận nhà luôn.